Đây là bài 6 trong loạt bài Tiếng Trung giao tiếp của Hội quán giao tiếp ngoại ngữ và xã hội. Hãy nghe đoạn hội thoại sau đây. Hãy nghe cách nói tên Mã Đại Vi. Mã Tào ấy, đây là tên một người nước ngoài. Mã, Mã, Tà, Tà, Quấy, Quấy, Mã Tào Quấy, Mã Tào Quấy. Hãy nghe từ ngôn ngữ, ngữ yến, ngữ, ngữ, yến, yến, ngữ yến, ngữ yến. Ngôn ngữ, ngữ yến, âm Hán Việt là ngữ ngôn. Hay nói từ ngoại ngữ, ngoại ngữ, ngoại ngữ. Tiếng Việt Nam, Việt Nam ngữ. Tiếng Trung, hãy nghe từ học viện, xuế yuan, xuế, xuế, yuan, yuan, xuế yuan, xuế yuan. Hay nói học viện, xuế yuan, xuế yuan. Học viện ngôn ngữ, nguyên văn là ngôn ngữ học viện. Ngữ yến xuế yuan, ngữ yến xuế yuan. Hãy nghe từ học sinh, xuế sinh, xuế, xuế, sinh, sinh, xuế sinh, xuế sinh. Hãy nói học sinh, xuế sinh, xuế sinh. Hãy nhắc lại từ giáo viên, lão sư, phóng viên, giả trợ, giả trợ, bác sĩ, y sinh, y sinh, giáo viên ngoại ngữ, ngoại ngữ lão sư, giáo viên tiếng Việt Nam, Việt Nam ngữ lão sư, Việt Nam ngữ lão sư. Hãy nhắc lại học sinh, xuế sinh, xuế sinh, học viện ngôn ngữ, ngữ yến xuế yuan, ngữ yến xuế yuan. Bây giờ hãy nghe cách nói học sinh của học viện ngôn ngữ, nguyên văn là học viện ngôn ngữ của học sinh. Ngữ yến xuế yuan de xuế sinh, ngữ yến xuế yuan de xuế sinh. Hãy chú ý từ tơ nằm giữa từ học sinh và học viện ngôn ngữ. Từ tơ này nối giữa danh từ và định ngữ trong tiếng Trung. Ở đây danh từ là học sinh, xuế sinh, định ngữ là học viện ngôn ngữ, ngữ yến xuế yuan. Hay nói học sinh của học viện ngôn ngữ, ngữ yến xuế yuan de xuế sinh, ngữ yến xuế yuan de xuế sinh. Từ tơ trong tiếng Trung có thể dịch là của, cũng có thể dịch thành những nghĩa khác. Hãy thử nói
anh trai của Lina. Lina的哥哥. Em trai của Đinh Lực Ba. Đinh Lị Bố的弟弟. Bố mẹ của Lục Vũ Bình. Lục Vũ Bình de ba ba ma ma. Lục Vũ Bình de ba ba ma ma. Giáo viên của Lina. Lina de lão sư. Lina de lão sư. Bố mẹ tôi. Wo ba ba ma ma. Anh trai anh ấy. Tha cơ cơ. Em trai tôi. Wo ti ti. Hãy chú ý trong tiếng Trung có một số cụm định ngữ không cần chữ tơ, ví dụ như bố tôi, mẹ tôi, bố anh ấy, bố mẹ anh ấy, em trai cô ấy, anh trai cô ấy, vân vân. Những cụm đi cùng danh từ riêng, tên riêng bắt buộc phải có tơ. Ví dụ như anh trai của Lena, em trai của Đinh Lực Ba, bố mẹ của Lục Vũ Bình, vân vân. Bây giờ hãy nói lại học sinh của Học viện Ngôn ngữ. Ngữ văn học viện của học sinh. Ngữ văn học viện của học sinh. Hãy nói tôi là học sinh của Học viện Ngôn ngữ. 我是语言学院的学生. 我是语言学院的学生. Tôi là giáo viên của Học viện Ngôn ngữ. 我是语言学院的老师. 我是语言学院的老师. Hãy thử nói Học viện Ngoại ngữ. 外语学院. 外语学院. Học sinh của Học viện Ngoại ngữ. 外语学院的学生. 外语学院的学生. Má Đại Vi. Má Đại Vi. Má Đại Vi. Trong đó từ đại, ta có nghĩa là lớn. Hãy thử nói từ đại học, nguyên văn là từ đại và từ học ghép với nhau. Ta xuế. Ta xuế. Hãy thử nói đại học ngôn ngữ. Ngữ văn đại xuế. Ngữ văn đại xuế. Đại học ngoại ngữ. Ngoại ngữ đại xuế. Ngoại ngữ đại xuế. Tôi là